Duyan Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo quyết định số 562 QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng, tổ chức và hoạt động theo điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14 CP ngày 27 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ. Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 147 QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và quyết định 148 phần 2006 QĐ-TTg về việc thành lập công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đến ngày 25 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 975 QĐ-TTg về việc chuyển công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước. Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 26 phần 2018 NDCP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành, thay thế cho Nghị định số 205 phần 2013 NDCP ngày 6 tháng 12 năm 2013. Với một số nội dung chính như sau: tên gọi đầy đủ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tên giao dịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tên giao dịch tiếng Anh Việt Nam Electricity, tên gọi tắt EVN, loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ngành, nghề kinh doanh chính, sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng. Duyan Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc 1 kèm 1. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia. Xuất nhập khẩu điện năng, đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện, quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện, thí nghiệm điện, tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp, thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện GENCO 1, 2, 3 và 8 công ty thủy điện, nhiệt điện thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC, Tổng công ty Điện lực miền Trung EVNCPC, Tổng công ty Điện lực miền Nam EVNSPC, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội EVNSANOI, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh EVNSCMC. Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia EVNNPT.